Nếu anh em chúng ta là fan của Top Gaming nhưng mà muốn một bộ mainboard để sử dụng cho con chip mới nhất đến từ nhà Intel, đó là Intel Core Ultra 200, nhưng mà không biết sử dụng main nào đúng không? Thì bây giờ Minh Phong sẽ bóc hộp cũng như là review cho anh em biết về con main Z890 Blood Wi-Fi đến từ Top Gaming. Và đây là một dòng main mới nhất đến từ nhà Top Gaming, thì bây giờ Minh Phong sẽ bóc hộp này cũng như là xem thử bên trong hộp có những linh kiện gì. Thì khi mà chúng ta mở hộp ra thì chúng ta sẽ có đầu tiên đó là nhân vật chính, nhưng mà xin đỡ Minh Phong sẽ review cho mọi người sau nhé, về những cái đặc tính này, những cái cổng kết nối trên chính chiếc mainboard này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, rồi một dán sticker đến từ Top Gaming, và cũng như là một cái tờ hướng dẫn sử dụng khác. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái linh kiện đi kèm, đó là cặp Wi-Fi 7 khi giúp cho chúng ta gắn lên cái cây của chúng ta một cách đơn giản, dễ dàng, tại vì nó có đính luôn cả 500. Và cùng với đó thì chúng ta sẽ có đây một cái điều đặc biệt xíu nữa mình không nói sâu nha. Và chúng ta sẽ có 4 dây kết nối SATA để chúng ta có thể gắn thêm SSD hoặc là HDD bên ngoài. Và 1, 2, 3, 4 4 ốc vít để hỗ trợ cho chúng ta gắn cái thanh M2 đây. Rồi bây giờ Minh Phong sẽ đi vào nhân vật chính cũng như là xem thử là cái linh kiện này nó nằm ở đâu trên chính mainboard của Top Gaming này nhá. Và bây giờ Minh Phong sẽ cho nhân vật chính vào ở giữa cái bàn này để review cho anh em. Thì bây giờ bóc hộp luôn, bóc túi này ra xem thử. Wow, cầm trên tay một cái nhân vật chính đến từ dòng Top Gaming mà nó phục vụ cho con chip mới nhất đến từ nhà Intel, đó là Intel Core Ultra 200, thì phải gọi là cực kỳ chất lượng luôn mọi người. Đây mọi người có thể xem qua ngoại hình của nó này, đầy đủ tất cả các cổng kết nối luôn. Và lúc nãy Minh Phong cũng có nói là cái linh kiện này nó sẽ gắn vào đâu của cái chiếc mainboard này, thì nó sẽ gắn ở đây giúp trang trí thêm này. Đấy, gắn ở đây trên cái thanh trượt này. Đấy, chúng ta gắn vào cái lẫy này xong rồi kéo qua kéo lại tùy thích, mà anh em muốn để ở đâu, ở giữa này hay là bên trái hay là bên phải đều được nhé mọi người. Đấy, đó là một vật trang trí đến từ cái dòng Top Gaming này. Và tiếp tục đó là nhân vật chính của chúng ta. Thì nhìn thẳng vào nhân vật chính của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy một cái socket LGA1851, nó phục vụ cho cái con chip mạnh mẽ nhất đến từ nhà Intel, đó là Ultra Core 200. Và bên phải của nó là chúng ta sẽ có 4 thanh DDR5 và một cụm VRM. Thì cụm VRM này được thiết kế là nhôm nguyên khối tản nhiệt luôn nhé mọi người. Thì bên dưới cái VRM này thì chúng ta sẽ thấy là đến tận 20 phay VRM giúp cho cái mainboard của chúng ta tản nhiệt này cũng như là hoạt động tốt nhất. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái khe PCIe, thì một khe PCIe này và hai khe PCIe X16 là full size. Và cùng với đó là chúng ta sẽ được trang bị thêm 4 khe M2 và một khe có thể tháo nhanh này để chúng ta có thể linh hoạt tháo lắp một cách dễ dàng. Và được thiết kế với một cái khung nhôm nguyên khối như này giúp cho cái khe M2 của chúng ta nó tản nhiệt tốt nhất để phục vụ cho anh em của chúng ta khi chiến game hay là thực hiện những cái tác vụ nặng. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn 3 khe M2 còn lại, đó là 1 này, 2 và 3 ở dưới này, thì tổng cộng là 4 khe M2 nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục thì Minh Phong sẽ xem thử là trên cái chiếc mainboard này có những cái cổng kết nối nào nhá. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy tiếp tục đó là hai cổng, và mỗi cổng là 8 pin dành cho CPU. Và một CPU fan đây, thì chúng ta tháo cái vỏ bọc này ra thì chúng ta sẽ lắp được một cái CPU fan vào đây. Và tiếp theo đó là một cái all-in-one, đó là boom, là dành cho tản nhiệt nước này. Đấy mọi người thấy ở đây. Đấy á, đâu thế thì all-in-one boom nó nằm ở đây và hai cái fan cho chúng ta ở đây. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có hai ổ gắn SATA 6G ở đây, 1, 2 và 3, 4. Đấy là tổng có 4 ổ gắn SATA 6G. Và một cổng front panel system ở đây. Và đếm thử là tiếp tục chúng ta sẽ có bao nhiêu fan tiếp theo nhá, là quạt này, 1 này, 2 này và 3, và được trang bị thêm 3 và 4 và 5, tổng cộng là 5 cái quạt trên chính chiếc mainboard này nhá, có thể gắn thêm. Thì chúng ta sẽ có thêm hai thanh để gắn đèn LED 5V. Và vừa rồi là tất cả các cái cổng kết nối ở trên bề mặt trước của chiếc mainboard này. Còn về phía mặt sau thì sẽ có những cổng nào thì bây giờ Minh Phong sẽ cho mọi người thấy luôn. Còn về phía mặt sau của chiếc mainboard này thì bây giờ Minh Phong sẽ cho mọi người thấy là có bao nhiêu cổng nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có cổng HDMI này, cổng DisplayPort này và một cổng BIOS này, chúng ta có thể tùy chỉnh này ở một cách đơn giản và nhanh chóng. Và hai cổng Type-C, thì một cổng là 10 ở đâu lên tới 20GB mọi người ạ. Và 1 2 3 4 5 6 6 cổng USB. Thì trong đó là có 1, 2 cổng là 10GB và một cổng dành cho BIOS, và còn lại là 3 cổng là 5GB. Và một cổng mạng LAN 2.5GB và một cổng Wi-Fi 7 để cho chúng ta có thể thu hút này cũng như là bắt sóng file tốt nhất.
và 1, 2, 3, 4, 5 cổng cũng như là 5 giác cắm 300 năm, và một cổng WAN xuất âm thanh. Và vừa rồi là tất cả, ở mặt sau chúng ta có lên tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cổng mọi người. Rất là nhiều cổng cho một chiếc mainboard xịn sò như thế này. Và vừa rồi là tất tần tật những cái thông tin này cũng như là các cổng kết nối ở trên chính chiếc mainboard đến từ Top Gaming này. Nếu mà mọi người thích chiếc mainboard này, hãy để lại comment ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.